Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày mùng 4 tháng 8 cũng là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày lễ thất tịch hay còn gọi là ngày lễ tình yêu theo văn hóa của phương Đông với rất nhiều những ý nghĩa sâu sắc. Đây chính là ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ sẽ gặp nhau và thường thì ngày hôm nay sẽ có mưa. Vậy thì chúng ta ngay bây giờ hãy cùng thử tìm hiểu xem thời tiết của ngày hôm nay, ngày lễ thất tịch sẽ như thế nào. Xin được kết nối với biên tập viên thời tiết hôm nay. Vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả của Cà Phê Sáng ạ. Một thông tin thời tiết đáng chú ý đó là khả năng cao chiều nay tại Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn sẽ có mưa lớn và rất dễ gây ra ngập úng đấy ạ. Nhưng mà đó là về chiều, còn hiện tại thì trời vẫn tạnh ráo và cũng đã có nắng rồi, mức nhiệt vừa phải 26 độ, không khí thoáng đãng nhờ có gió thổi. Tuy nhiên từ 2 giờ chiều trở đi thì mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Bình Chánh thì khả năng cao là sẽ có mưa lớn tương ứng với vùng màu xanh lá này. Lượng mưa trong vòng 1 tiếng thì có thể lên đến trên 50 mm và rất dễ gây ra ngập úng. Không chỉ ngập ngoài đường mà nước còn có thể tràn vào cả nhà dân ở những vùng trũng thấp. Vì vậy quý vị ở những khu vực này thì cần lưu ý khi thấy nhà có dấu hiệu bị ngập thì hãy nhanh chóng ngắt tất cả các nguồn điện để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời nên bố trí lại sắp xếp đồ đạc, nhất là những đồ điện để lên vị trí cao hơn để tránh tình trạng nước ngập gây hỏng hóc và rò rỉ điện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trong ngày hôm nay. Thị xã Sapa dự báo ngày hôm nay lúc nắng, lúc mưa rào, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Thành phố Hạ Long ngày hôm nay nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất 31 độ, chiều tối mưa rông. Thành phố Hà Nội sẽ nắng nóng nốt ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất 35 độ, chiều tối chuyển mưa rông và dễ kèm theo sấm sét. Thành phố Đà Nẵng trưa chiều nay cũng nắng và khá nóng, nhiệt độ cao nhất 34 độ, chiều tối có mưa rào và kèm theo rông. Thành phố Hội An cũng tương tự như Đà Nẵng, trưa chiều nắng 34 độ, chiều tối có mưa rông. Thành phố Đà Lạt sáng đến trưa trời nắng, nhiệt độ khoảng 26 độ, sau 2 giờ chiều chuyển mưa rông. Thành phố Cà Mau cũng có mưa rào vào chiều và đến tối, có lúc có mưa to và kèm theo rông sét, gió giật. Buổi trưa vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 độ.